Hello anh em, hôm nay thì ở đây một mình các bạn ạ. Chủ nhật lại chuẩn bị đóng bắt cho em trai cái gương cầu. Đó, gương cầu các bạn nha. Và em trai đóng luôn cái xoang đỏ các bạn này. Đó, tay gương cầu xoang đỏ. Ok, bây giờ mình bắt cho em trai các bạn nhá. Sau khi bấm xong cho em trai thì em trai lấy cho dàn xe. Em phải kiểm tra cho anh Phát này. Em bỏ ra cho anh Phát mỗi một cái này đóng cái này nhá, không cho nhiều nhá. Không một cái xoang này không bắn được. Đó, ba cái đủ hết xoang này. Đó, ba cái đủ xoang. Ok, ốc đây. Đó, để người túi. Đấy, sau khi mình bắn cho em trai xong thì công ty thì lại nhờ bạn mua thêm ba cái nữa, ba cái tay gương cầu, bắn ba con nhà luôn em, giống hết như này luôn à? Ừ, còn ba con ở nhà. Ừ. Thế thì tí anh cho em về nhờ mời keo cho anh nhá. Vâng, nó xảy ra đang đi tiền. Ok, đó ba cái bắn ba con cũng cả 200 luôn em, 250 luôn. 250. Toàn bộ 250 hết luôn. Okay. Bắn thừa con. Có cần hóa đơn không em? Ok, thank you em trai nhiều. Đây 300 của em này. Với gương thì anh lấy em 250 thôi. Cộng 250, cộng 250, cộng với răng 50 thôi. 11 triệu 1 với em tất cả đấy. 1 à? Đúng rồi. Đó, thì vừa bắn em trai xong cái thanh gương cầu thì hai em lại lấy cho công ty. Thank you em trai nhiều. 1 2 3 4 5 6. Đủ em ơi. Thank you em nhá. Thank you em nhiều. Em cứ về em bắn đúng cái vị trí anh bắn xe của em là xong luôn. Đó, đấy, vừa bắn cho em trai cái thanh gương cầu. Ưng ý em trai quyết định lấy luôn ba cái nữa cho dàn xe của nhà mình. Xe 24 giờ. À, thank you em trai rất nhiều các bạn nha. Thank you em trai rất nhiều. Anh, bây giờ